Bao hồ sơ có sẵn có bao luôn anh. Bao hồ sơ luôn. À mùa dịch là bao hồ sơ luôn, 50 triệu con bao hồ sơ 29. Con nào vậy? 50 triệu bao hồ sơ. 50 triệu bao hồ sơ. Con là đi mấy ngàn mà. Hai chìa khóa luôn à. Hai chìa khóa luôn. Nhưng còn à. Con nó chạy 7.000 rồi. 7.000. Hello, xin chào các bạn ạ. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay cũng mình cập nhật cái Lucy Exciter cũng như là Winner rồi ABSH cho quý anh chị và các bạn á. Thì quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ qua cái địa chỉ là 343 đó. Đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương á các bạn. Đó. Thì bây giờ mình lướt sơ qua cho quý anh chị và các bạn á. Thì quý anh chị và các bạn nào mình thấy con xe nào ưng ý á thì mình nhanh chóng mình liên hệ á. Đó là cái số điện thoại này các bạn. 0961212185 á. Đó. Thì ở đây cũng hỗ trợ ship xe hết nha các bạn. Đó, ở tỉnh xa rồi cũng ship xe. Và đặc biệt là rút hồ sơ sang tên đồ chính chủ hết nên các bạn yên tâm á. Thì giá xe ở đây hiện tại là giá xe bao gồm hồ sơ hết, rút hồ sơ hết đúng không anh? Mình bao gồm hồ sơ hết. À, bao rút hồ sơ hết luôn. Rồi có Sonic nữa này. Đó, các bạn Sonic nữa. Còn Winner bán V1 hiện tại nay còn 4 chiếc à. Còn 4 chiếc thôi. Đó, cả V1 thì hiện tại còn 4 chiếc các bạn. Đó, thì Sonic thì 2 chiếc. Đó. Và SH1. Đó, tại vì đợt này cũng dịch nên cũng sẽ hôm nay cũng sẽ bớt giảm giá cho quý anh chị và các bạn á. Đó, đây nè, các bạn nhìn đây con lít nè. Rất là đẹp. Màu xanh nhớt. Con này đẹp quá. Con này đợi nhiêu anh? 218 à? Con này đẹp à? Con đi mấy ngàn coi anh? 17.000 rồi. Con này đẹp quá. À, này có to có bếp ga luôn à? Tại vì em thấy con này rất là đẹp. Con chạy 10.000 rồi. 10.000 á? 10.000. 18. Xe đẹp như mới. Đi này là lúc uống khỏi chê. À, bạn biển số đâu anh? Biển số ngoài Bắc. À, 19. Nhưng mà rút hồ sơ sang tay bình thường rồi đúng không? Bình thường. À. Thế mình đọc giá là bao gồm hồ sơ hết. À, giá này bao gồm hồ sơ hết. Giá nhiêu anh? Con này bán là 30 triệu bao hồ sơ. À, 30 triệu bao hồ sơ. Đúng rồi, ly đời mới. Ly đời mới, nhìn cũng đẹp lắm. Màu xanh nhớt này khá là đẹp. Đó, quý anh chị các bạn xem đi. Còn nguyên cặp. Đó, nguyên cặp, nói chung là đồ zin còn nguyên. Rồi, về con SH1 anh. SH1 này là 2018. 2018. Xe 2018. Có lẽ tại 11.000 này. À, 11.000. Con này bán 47 triệu. À, 47 triệu. Đúng rồi, số 92. Số 92, Quảng Nam. Đúng rồi. Đó, rất đẹp. Con này là AB24. AB24. Con này là bán 21 triệu, à bên 23 triệu nữa. À, con này 23 triệu à? Hồ sơ là 24 triệu. Con này là, hồ sơ là 24 triệu 800. Dạ. Thì ở đây cũng có trả góp nên quý chị và các bạn yên tâm á. Đó, trả góp thì những con này chắc vay trả vài triệu thôi đúng không anh? Nếu vay 25 triệu thì khỏi cần trả không được. Đó, đúng rồi, trả được. À. Là phải trả xe về thôi. Dạ. Rồi, đăng tiện giới thiệu luôn con Ad này. 26. Con này 26. Biển số Huế, mình bán là 28 triệu 800 bao hồ sơ. À, 28 triệu 800 bao hồ sơ. Đúng rồi, mua điện giảm giá mạnh lắm. À. Đó. Đúng rồi, cảm ơn. Mà sáng tiện quay lô trong nhà trước không? Rồi, tôi đi nhà đó đi. Rồi. Còn số lít là 28 ấy. À, có 28. 29 ấy, có 28, 29. À, 19. Bán 50 triệu một con, chỉ giờ giảm giá rồi. À, 50 triệu một con. Đúng rồi, số lít. Bao, hồ sơ có sẵn có bao luôn anh? Bao hồ sơ luôn. À, mùa dịch ra là bao hồ sơ luôn, 50 triệu một con, bao hồ sơ, 29. Bao hồ sơ
Con nào vậy? 50 triệu bao hồ sơ. 50 triệu bao hồ sơ. Con này đi mấy ngàn thôi. Hai chìa khóa luôn à? Hai chìa khóa luôn. Con nhưng còn à? Con nó chạy 7.000 rồi. 7.000. Đó. Máy nổ rất chắc nha các bạn. 50 triệu bao hồ sơ luôn. Wow. Đó, mâm đỏ. Rồi con này mâm đen này. Cũng 29 luôn anh. 29 luôn. 50 triệu bao hồ sơ hết. À, 50 triệu bao hồ sơ con này mâm đen. Hai con này có hồ sơ hết luôn. Hai con hồ sơ hết luôn, về nó thêm luôn. Dạ. Con thủy phố con thủy. À. Rồi. Còn winner thì mình bán ra nhá. Con này 27 triệu 500 bao hồ sơ. 27 triệu 500 bao hồ sơ. Đúng rồi. Đời nào anh? 27. 27. Ờ, thay bình à. Ờ, trong trộm à. Đúng rồi. Còn 9 ngàn. À, 27 triệu bao sơ. 28 triệu bao sơ. Đó. Con này là tem sơn 3D này quý anh chị và các bạn. Chỉ số đâu anh? Rút cái sơ luôn à. Rút sơ có sẵn rồi. À, giá 28 triệu 500 bao sơ luôn. Bao sơ luôn. Rồi tiếp theo con sạch trắng anh. 28 triệu 500 bao sơ luôn. Rồi. Về con này là mình bán 27 triệu 500 bao sơ. À, 27 triệu 500 bao sơ. Đúng rồi. Quý chị và các bạn xem đi. 27 năm bao rồi, còn nó xem mình bán khách ship rồi. Đây. Đấy, con này ship này các bạn, thấy không? Ở đây bán ship thì bao lại như thế này, trùm lại như thế này và gửi xe về cái địa chỉ mà như đó các bạn. Có số gọi mua. Rồi. Đây là 135 24. Rồi còn hai con nha các bạn. Hai con 24. Còn 20 triệu con. 20 triệu con. Ồ máy chắc thế. Đây là máy bao zin hết. À, máy bao zin hết. Bảo hành máy 6 tháng luôn quý anh chị và các bạn. Hết bình thôi thôi. Chặt quá. Con này cũng 20 triệu luôn. Con 20 triệu luôn. Còn biển số đâu anh? Con bên này biển số đâu? Biển số 73. 73. Con bình. Con này là biển số 66 Đồng Tháp. À, 66 Đồng Tháp. Rồi. Con này 150 là 216. Mình bán 28 triệu 500 bao hồ sơ. À, 28 triệu 500 bao hồ sơ. Đúng rồi. Đó. Con này là 62. 62. Rồi bây giờ mình qua mình ra mình ngồi mình quay cái lô ẹt bên ngoài á. Đó. Quý chị và các bạn nào mình đang xem thì vui lòng cho mình xin một like và một chia sẻ lên Facebook à. Bạn nào có những thắc mắc gì các bạn vui lòng có thể là comment mạnh dưới video này, mình sẽ hỗ trợ cho quý chị và các bạn á. Thì con đầu tiên. Con ẹt đầu tiên cho quý chị và các bạn. 2018. 2018. 28 á. Con này giá nhiêu anh? Con này là mình bán là 30 triệu thôi. 31 triệu 500 bao hồ sơ. 31 triệu 500 bao hồ sơ. Con này đi tầm bao nhiêu ngàn đó? Con này em chả biết được. Phải nó hơi chặt các bạn. Chặt đó. Con nó chạy 18 ngàn rồi. 18 ngàn. Đúng rồi. Giá nhiêu anh? 31 triệu 500 ngàn bao hồ sơ. 31 triệu 500 bao hồ sơ. Con này là mình bán là giờ nó giảm giá 36 triệu. À, MS King là 36 triệu bao hồ sơ. Con này là 35 triệu này. À, con này 35 triệu ha. Đúng rồi. Là giảm 1 triệu đó hả? Giảm 1 triệu. Còn con này cũng 30 triệu mà tính mà Hậu Giang cũng 35 triệu. Cũng 35 triệu luôn. 35 triệu bao hồ sơ nhá. Con này đợi nhiêu anh? Con 27. À, con 27 em. À, con 27. Đúng rồi. MS King 27 nha các bạn. Con này 29, mới chạy có 9 ngàn thôi. À, con 29 thôi. Mới chạy 9 ngàn thôi. Đó, các bạn nhìn đi. Rất là mới. Con này là mình bán là 36 triệu nha mấy bạn. 36 số đẹp nhá. Con nổ rất là chắc. Đó. Con hồ sơ thêm tiền. Con này biển số đẹp nhờ. Con người nào mua xe khỏi việc đấy. Biển số bao nhiêu anh? Biển số 71. 71. 33 35. Rồi con mới kinh này là nhiêu anh? Mới kinh là 28. 28. Con này 16 ngàn này. Con này 16 ngàn. Đúng rồi, con mình bán 36 triệu. À, 36 triệu. Đúng rồi, con màu đỏ giá nó đẹp hơn. Rồi, các bạn nhìn đi. Chất như trái cất luôn. Xe mới bù các bạn, không cảm bùi lắm. Con này có hồ sơ sẵn à? Hồ sơ có sẵn rồi. À, đó là vậy là nếu mà hồ sơ luôn là 36 triệu. 36 triệu. Rồi. À, hồ sơ luôn 36 triệu các bạn. Rồi. Tiếp theo là mình chuyển qua cái con này là con 28. À, 28.
con thì con đủ vậy đấy. Con nó chạy 15 ngàn các bạn nhá. 15 ngàn. Đúng rất rồi. Là kem. Con này 18 được kem rồi. Con này 18 là chạy 15 ngàn là kem rồi. Đó. Giá là nhiêu anh? Con này là 31 triệu 500 bao hồ sơ. À, 31 triệu 500 bao hồ sơ. Rồi. Tiếp theo con bên này anh. Con này là con này có 27. 27 là mình bán 30 lẻ 5 bao hồ sơ. À, 27 30 lẻ 5 bao hồ sơ. Đúng rồi. Đó. Đẹp dữ ta. Này biển số ở đâu ta? Con biển số ở đó. Con này biển số 79 Nha Trang. À 79 Nha Trang. Đúng rồi. Còn con bên cạnh này là 27 luôn. Biển số 69 Cà Mau. Bán 30 triệu 500 bao sơ luôn. Đó, thì rất đẹp. Rồi, tiếp theo là một con cũng xanh GB tiếp đợt nhiêu anh? 27 luôn. 27. Bán 27 hết. Bán nhiêu anh? Con này là biển số 84. 84 chạy 25 ngàn rồi. 25 ngàn. Bán 30 triệu bao hồ sơ. À 30 triệu bao hồ sơ. Rồi tiếp theo là một con trắng đỏ đen. Đỏ đen. Cũng 27 luôn hết. Con này cũng là xe 27. Xong rồi. Đấy xong rồi. Coi anh. Ta cũng biển số 69 Cà Mau nha quý chị các bạn. Giá này nhiêu anh? Con này 305 bao hồ sơ. À 30 triệu 500 bao hồ sơ luôn. Rồi. Con ngoài cũng vậy. Con đỏ đen mình màu trắng đỏ đen. Con 30 triệu 500 bao hồ sơ luôn. Đó, xì rất là chắc. Con này đi 22 ngàn. 22 ngàn. Đó. Ok thì mình vừa lướt qua cho quý anh chị và các bạn những cái dòng xe ở tại cửa hàng này. Thì quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua xe thì mình liên hệ qua cái địa chỉ là 343 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0961212185 nhân quân các bạn. Đó. Thì ở đây cũng có dịch vụ trả góp. Thì các bạn vui lòng chuẩn bị các hồ sơ thủ tục như những cái video trước mình đã hướng dẫn á. Còn những bạn nào không rõ cũng có thể liên hệ qua số điện thoại. Ngoài ra có những thắc mắc thì các bạn có thể comment mạnh dưới video này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.